khi mà đến Cù Lao Mây mà tham quan khu du lịch chợ nổi Chợ Ôm á thì Hoàng Hạnh cảm nhận như thế nào nè? Đến đây thì Hạnh thấy như là chúng ta đắm mình trong một cái không gian mà miệt vườn sông nước thu nhỏ luôn đó Nguyễn. Chúng ta có thể trải nghiệm như là chèo súp nè, hoặc là xem cái cách người dân họ đổ vớn, họ dở chà để bắt cá đó Nguyễn. Và đặc biệt vào cuối tuần chúng ta có thể thưởng thức những cái gian hàng bánh nhân gian rất là thú vị luôn đó. Quý vị có nôn chưa chứ Trung Nguyễn nãy giờ là nôn lắm rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm thôi. Xuất phát từ ý tưởng về một điểm du lịch xanh, vừa hội tụ đầy đủ bản sắc văn hóa của vùng sông nước miền Tây, vừa là một mô hình phát triển kinh tế hài hòa ở xứ Cù Lao, gắn với duy trì văn hóa truyền thống địa phương, điểm du lịch sinh thái chợ nổi Trà Ôn vừa đưa vào hoạt động từ ngày 30 tháng 4 năm 2023, đã trở thành điểm du lịch sinh thái miệt vườn đầu tiên trên địa bàn xã Lục Sĩ Thành. Nơi đây cũng được cho là điểm sáng trong phát triển du lịch Cù Lao Mây, hình thành nhiều sản phẩm mới để thu hút du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm. Xưa kia, vùng sông nước Cù Lao này vốn có phiên chợ nổi Trà Ôn, không khí giao thương sôi động và náo nhiệt không kém những chợ nổi khác ở miền Tây Nam Bộ. Nhưng tiếc thay, chợ nổi Trà Ôn bây giờ chỉ còn là dấu xưa để hoài niệm. Vậy rồi bén duyên từ tình yêu chợ nổi, dự án khu du lịch với danh xưng chợ nổi Trà Ôn được xây dựng nhằm tái hiện lại phần nào khung cảnh hoạt náo khi xưa, vừa gợi nhớ về di sản văn hóa của cha ông, vừa góp phần phát triển du lịch tại xứ Cù Lao này. Chính quyền và người dân Cù Lao Mây xem đây là một trong những cách giữ gìn giá trị văn hóa bản địa, nhưng vẫn theo kịp với xu thế phát triển kinh tế thời điểm hiện tại, mang đến một không gian lý tưởng, đậm chất miệt vườn sông nước, lẫn tình đất tình người Cù Lao đến với du khách thập phương. Ở đây thì anh diện tích tổng thể ở đây là khoảng 30.000 mét vuông, 3 hecta. Còn cái dịch vụ của mình đây thì có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí. Nói chung là như bơi súp, rồi chơi mình dạy mã mê cung, rồi có những cái trải nghiệm giống như trò chơi mà đá bóng hai người, thì đá bóng mini, thì sân bóng chuyền. Nói chung cũng còn nhiều dịch vụ đó, cũng còn nhiều. Cuối tuần thì có làm bánh dân gian, với vườn trái cây mình thì có 4 mùa. Nói chung là tùy theo mùa nào thức đấy à. Thì ở đây anh cũng trồng nhiều thứ như nhãn, chôm chôm, ổi, rồi dừa, mấy chung trái cây cũng nhiều loại. Thì anh có làm thêm giống như là mấy cái dịch vụ như câu ếch, câu cá giải trí á. Thì hướng tới đây thì mình cũng trồng thêm rau củ quả, có làm nhà lưới để rau sạch nữa cho khách đến đây trải nghiệm, vừa được trải nghiệm vui vẻ mà vừa được an toàn. Như một đồng bằng Nam Bộ thu nhỏ, khi đến khu du lịch chợ nổi Trà Ôn, du khách sẽ được thỏa sức khám phá, tìm hiểu về đời sống cư dân miệt vườn, từ việc trải nghiệm đánh bắt cá tôm ngoài sông đến đi ghe ngắm cảnh sông nước thanh bình, tận hưởng hết thảy bầu không khí trong lành, tươi mát, khác xa với nơi phố thị ồn ào bên kia sông. Tại khu du lịch chợ nổi Trà Ôn còn có nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm chủ lực của xứ Cù Lao. Du khách có thể thưởng thức tại chỗ và mua về làm quà cho người thân. Đây là một trong những điểm nhấn của khu du lịch, vừa quảng bá đặc sản địa phương, vừa cung cấp cho du khách những sản phẩm nông nghiệp chất lượng. Ngoài ra, ở khu du lịch chợ nổi Trà Ôn còn có các trò chơi dân gian, hoạt động vui chơi thú vị, rất thích hợp cho các bạn trẻ đến khám phá. Chính vì vậy mà dù đưa vào hoạt động cách đây không lâu, nhưng khu du lịch chợ nổi Trà Ôn rất được nhiều du khách biết đến và hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới. Nói chung làm du lịch này mà nói hôm nay thì kinh tế thì thấy nó cũng khó khăn, gần cái dịp mà lễ 30 tháng 4 rồi đó, thì mình khai trương tới giờ thì cái lượng khách cũng đều, trung bình thì cũng vài chục đến vài trăm khách một ngày. Cũng có khi thì cũng khách đoàn người ta thấy, ví dụ như một đoàn với 50-100 người về cái ở cái góc độ mà về cái du lịch đó thì
thì nói chung là cái còn mình đó, hồi đó giờ thì chưa có làm du lịch trong cái ấp này, cái xã dưới này chưa có, mình là người đi tiên phong đầu tiên, mình thấy cũng vui vui, nên bà con người ta cũng phấn khởi, thì dài đây thì nói chung nó cũng sơm tụ hơn, cũng mong rằng nói chung như bà con ở đây cũng chung tay với mình để xây dựng, nói chung là cho nó chỗ cái quê hương cho nó đẹp hơn, để cho khách du lịch tới đây nhiều. Thì cái người dân ở đây thì mình cũng tạo cho bà con ở đây cũng có công ăn việc làm, một số công nhân lao động ở trong đây này du lịch mình đó, thì thấy mình thấy cũng vui vui. Khu du lịch chợ nổi Trà Ôn không quá sang trọng, không quá quy mô, nhưng ở đó du khách tìm được không gian văn hóa đặc sắc ở xứ Cù Lao Mây. Dường dừa, dường nhãn, dường ổi, dường chôm chôm, mùa nào thức đó. Tuy là sản phẩm du lịch rất quen nhưng lại cuốn hút du khách đến lạ lùng. Đặc biệt, cũng là những dừng dừa xanh mát, nhưng khu du lịch có một cách làm thú vị là bắt cầu từ ngọn dừa này qua ngọn dừa khác, làm nên những hành trình đầy thú vị cho du khách đúng theo kiểu đu đọt dừa. Đi tới đâu, du khách có thể giơ tay xoa những trái dừa to tròn lủng lẳng, vô cùng thú vị. Có thể nói, việc đưa vào khai thác sử dụng khu du lịch này sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của du lịch Cù Lao Mây. Đồng thời, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao hiệu quả liên kết giữa dịch vụ du lịch với nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Mình thấy ở khu du lịch chợ nổi này, cái không khí rất là tươi, mới và thời tiết cũng rất là đẹp, hôm nay rất là đẹp. Và có rất là nhiều trò chơi để mình trải nghiệm. Mình mong là nếu mà có dịp rảnh rỗi hay là ngày lễ, mình sẽ cùng gia đình trở lại đây. Hôm nay đi một mình nên là mới chỉ có những cái trải nghiệm ban đầu. Còn mình cũng rất là mong muốn cho con mình, bố mẹ mình cũng có được những cái trải nghiệm thú vị như vậy ở vùng đất miền Tây này. Ngoài mục tiêu xây dựng, phát triển, quảng bá điểm du lịch của Cù Lao Mây, song hành với đó là tạo điều kiện cho tất cả người dân ở khu vực xung quanh được cùng làm du lịch và được hưởng lợi từ du lịch. Với ý chí quyết tâm đó, hy vọng rằng trong thời gian tới, điểm du lịch chợ nổi Trà Ôn sẽ tiếp tục có những mô hình độc lạ, khai thác sản phẩm du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm độc đáo, sẽ làm nức lòng du khách phương xa. Đặc biệt, chợ nổi Trà Ôn trăm năm tuổi được tái hiện sẽ luôn mới mẻ, trẻ trung với những sản phẩm du lịch ấn tượng. Điểm du lịch này trong tương lai sẽ hội tụ những điều kiện cơ bản để trở thành sản phẩm du lịch đặc thù. Đây là một trong những yếu tố then chốt tạo đòn bẩy cho du lịch địa phương phát triển. Thế nhưng, việc này vẫn còn nhiều khó khăn, cần sự hợp lực, chung tay góp sức của các cơ quan chuyên môn và các cộng đồng để phát triển khu du lịch chợ nổi Trà Ôn và nâng tầm du lịch Cù Lao Mây trong thời gian tới.